Pertama peringkat kumpulan D. Assalamualaikum, salam sejahtera dan apa khabar kepada anda semua. Terima kasih terus bersama dengan kami di Astro Arena untuk menyaksikan secara langsung aksi pertemuan Vietnam dan juga Pakistan. Park Hang Seo, jurulatih dari Korea Selatan yang membimbing pasukan Vietnam antara pasukan pilihan untuk mara ke sekurang-kurang di peringkat separuh akhir. Lepas mereka hadir dengan reputasi tinggi selaku naib juara kejohanan AFC bawah 23 tahun yang baru saja berakhir di China tempoh hari, di mana mereka muncul sebagai pasukan Asia Tenggara pertama yang berjaya mara ke kejohanan bawah 23 tahun AFC. Mereka tewas kepada pasukan Uzbekistan 1-2 di perlawanan akhir. Nếu mà không có tiếng gấp thì có lẽ mình sẽ phải bật nhỏ cái tiếng này đi. Pasukan mereka diketuai oleh antara pemain yang berusia lebih 23 tahun, iaitu Nguyen Van Quyet 27 tahun, Jesse nombor 10 selaku kapten, sambil itu Saddam Hussein adalah merupakan kapten bagi pasukan Pakistan. Ibrahim Ahmad Yaakob dari Jordan. Wah, trọng tài toàn mấy ông người Ả Rập này. Pengadil perlawanan dibantu Samara Mohsen Ahmad Mansour juga dari Jordan. Em chờ chút nha, mình chỉnh lại cho nó khớp tiếng. Samari Abdurrahim Habib. Selaku pembantu pengadil dalam pelatihan. Chờ khoảng tầm 10 giây nha, cho nó khớp với cái tiếng ở đây. Không phải là hình nó bị chậm đâu, mà mình đang để cho nó trùng với tiếng. Pakistan. Thôi đếch được rồi. Thôi xem bình thường anh em nha. Empat mereka. Anh em chịu khó nghe cái tiếng này vậy. Mình hứa trong trận đấu tiếp theo thì mình sẽ kiếm được cái nguồn linh sạch để cho anh em để cũng được. Semuanya beraksi di liga tempatan di Pakistan. Inilah dia kesebelasan terbaik yang diturunkan oleh Jose Antonio Goldberger, jurulatih berasal dari Tiếng tiếng của Malaysia các bạn ạ. Juga merupakan jurulatih pasukan kebangsaan Pakistan. Sambil itu ini pemain-pemain simpanan mereka. Hanya seorang saja pemain berlebih, Had Umar, yang diturunkan oleh Pakistan dalam kesebelasan utama, iaitu Saddam Hussein yang berusia 25 tahun. Sementara itu bekas pemain kebangsaan pasukan Korea Selatan ini sudah pasti menjadi antara taruhan terbaik skuad bawah 23 mereka. Dia berjaya mengubah wajah keseluruhan. Okey, okey, okey. Thôi nghe tạm, nghe tạm, nghe tạm. Vietnam belum pun setahun. Nghe tạm anh em nha. Cấu hình là ngon rồi. Pasukan Pakistan. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Pakistan, trận đấu trong khuôn khổ của ASEAN 2018 đang diễn ra tại Indonesia. Trong một trận đấu này thì cầu thủ Việt Nam họ sẽ trong trang phục áo đỏ quần đỏ tất đỏ, giày màu nọ màu kia bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Còn cầu thủ Pakistan trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng, giày màu nọ màu kia bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Để tiện cho các bạn theo dõi thì mình sẽ đọc đường ra sân của cả hai đội trong hiệp một trận đấu này. Bên phía cầu thủ Việt Nam, họ sẽ ra sân với thủ thành màu số 50 Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 6 Lương Xuân Trường, số 9 Nguyễn Cầu Phượng, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 11 Nguyễn Anh Đức, số 17 Vũ Văn Thành, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 21 Trần Đình Trọng. Trong khi đó bên phía của cầu thủ Pakistan thì mình không biết ai với ai cả. Tuy nhiên thì thôi có lẽ là mình cũng không biết được. Chúng ta chú ý vào đội tuyển Việt Nam thôi. Còn tên mấy ông kia mình sẽ đọc theo số áo. Tiga kali tampil 2002. Sekadar di Duy Mạnh. Kumpulan. Begitu juga pada tahun 2006 di Doha. Đây là trận đấu mà cầu thủ Việt Nam đã tung ra đội hình có lẽ là mạnh nhất của mình. Cơ hội dành cho anh Đức. Không được. Vẫn còn không vào. Liên tiếp là những cú dứt điểm của Công Phượng và ai nhỉ? Đó là Văn Quyết và Công Phượng. Cú dứt điểm của đội trưởng bên phía U23 Việt Nam. Nhưng nó lại đi ra ngoài.
Khá đáng tiếc cho Văn Quyết ở tình huống này, khi mà anh đã có một tình huống vô lê không trúng tầm bóng. Tiếp tục là Công Phượng. Quả phạt góc đầu tiên dành cho các thủ U23 Việt Nam. Bagaimana Vietnam akan tampil dalam perlawanan yang pertama ini? Siapa akan penjuru pertama? Vâng, mình thiên vị mà mình đã bảo rồi. Mình không phải là bình luận viên, mình là bình luận viên thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ cổ vũ cho Việt Nam. Và đặc biệt là Pakistan, mình không biết ai cả. Thì các bạn đừng bắt mình, ép mình phải đọc đây làm gì. Vâng, đây là anh thủ môn mà số 33 bên phía Pakistan. Mới đầu khá là hay. Đứng trước bóng đang là Quang Hải. Cầu thủ đã tỏa sáng tại U23 châu Á hồi đầu năm. Việt Nam bước vào giải đấu này với vị thế là đội Á quân của U23 châu Á 2018. Còn với Pakistan, họ là đội bóng đã bị FIFA cấm thi đấu trong 3 năm gần đây, từ năm 2015, với lý do là không có người cầm đầu của Liên đoàn bóng đá Pakistan. Và khi một bộ máy không có được người chỉ đạo thì FIFA họ đã đưa ra lệnh cấm đối với Pakistan. Trước đó là những trường hợp như của Kuwait hay Indonesia cũng đã bị FIFA cấm tương tự. Một điều đáng chú ý là Pakistan là một đất nước có số lượng người Hồi giáo rất lớn. Họ chỉ xếp thứ hai ngay sau Indonesia. Và có lẽ ngày hôm nay thì các cổ động viên của Pakistan sẽ đông hơn so với Việt Nam, khi mà Indonesia cũng là một đất nước có rất nhiều người Hồi giáo. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc nữa. Việc có được nhiều bàn thắng trong trận đấu này là mục tiêu quan trọng mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải làm được, khi mà những đối thủ còn lại của Việt Nam là Nepal và Nhật Bản. Nhật Bản có lẽ sẽ chắc một suất vào vòng trong. Vị trí thứ hai sẽ là sự tranh chấp giữa Việt Nam và Nepal. Quả đá phạt góc không tốt. Nó sẽ là quả đá biên dành cho cầu thủ áo trắng. Có biết YouTube còn sống không nhỉ? Link YouTube còn không anh em? Vẫn còn à? Ok, thế là tốt. Chiếu bát số lạc thì anh em xem ở link 1 và link 3 nha. Dần dần đều đều ra chứ đừng xem tập trung ở một link, nó sẽ rất là lag. Đây là số 3. Và để tiện cho theo dõi thì mình sẽ đọc tên của cầu thủ Kazakhstan theo số áo, cùng với đó là ngoại hình của anh ấy. Ví dụ 3 mà đầu hói thì mình sẽ đọc là 3 hói, còn nếu không mình sẽ đọc là số 3 bình thường thôi. Dua lagi pasukan yang berada dalam kumpulan D, iaitu juara 2010 Jepun. Juga merupakan juara kejuaraan AFC. Đường chuyền của Lương Xuân Trường. Cầu thủ Pakistan họ có vẻ như là đang ngại cầm bóng thì phải. Cứ có bóng là phá lên. Đỗ Duy Mạnh. Jepun dan juga Vietnam adalah merupakan pasukan pilihan. Trần Đình Trọng. Untuk mara. Đường chuyền của Duy Mạnh dành cho Văn Thành. Đây là Công Phượng. Ném biên dành cho các thủ Việt Nam. Cơ hội không được. Tiếp theo đó là cú dứt điểm của Văn Thành. Nhưng bóng đã đi không chính xác. Đội trưởng Văn Quyết đang có tương đối nhiều cơ hội từ đầu trận đến giờ. Mình xin phép clear kênh chat một chút cho nó đỡ bị lag nha. Đông người quá. Trước khi trận đấu này diễn ra thì đội tuyển Việt Nam đã phải có những buổi tập rất vất vả và tương đối khổ sở trên những sân tập có chất lượng rất kém.
Và sau những buổi tập đó thì đã có những xung đột giữa cộng đồng mạng Việt Nam và Indonesia. Văn Quyết không được rồi. Cường tiếp tục sẽ làm quả đá phạt góc nữa. Trước khi trận đấu này diễn ra thì trên group Tui Mì Tông Cộng trên Facebook của mình có một event nhỏ nhỏ, đó là dự đoán kết quả tỷ số trận đấu hôm nay cùng với số quả phạt góc sẽ là trên hay là dưới 9 quả. Và có vẻ như tương đối nhiều quả phạt góc trong 7 phút đã qua. Và những bạn nào mà đang bắt kèo trên phạt góc thì đang khá là thơm rồi. Coi không được. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành áo số 33. Vâng, anh này có quả buộc tóc khá là ngộ nghĩnh. Có một túm tóc màu vàng được anh búi lên. Lỗ Xuân Trường. Chuyền tốt dành cho anh Đức. Nhưng đó là một pha khống chế vụng về của cầu thủ áo số 11 bên phía Việt Nam. Anh Đức là một trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi được ông Park Hang-seo triệu tập trong chiến dịch ASEAN năm nay. Saddam, dua pemain Vietnam mengawalnya. Mainan diteruskan. Oh. Saddam đã có những va chạm rồi. Có một anh đầu tóc hơi dài mang số 17 bị đau, nhưng ngay sau đó thì anh đã đứng dậy rất nhanh. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thật đáng tiếc khi ngày hôm nay chúng ta không có được âm thanh gốc của trận đấu này. Vẫn đang có những tiếng bình luận của bình luận viên bên phía đài Malaysia nghe khá là khó chịu. Trước đó thì đội tuyển bóng ném của Malaysia đã bị vùi dập trước đội tuyển bóng ném của Qatar. Và có vẻ như là anh bình luận viên này vẫn đang chưa hoàn hồn. Đã có những va chạm của hai cầu thủ bên phía Pakistan. Vâng, anh thủ môn đang... Anh này kiểu như nhõng nhẽo quá. Anh niên này nhìn khá là đáng yêu. Pha va chạm rất mạnh. Đó là pha treo bóng của Đoàn Văn Hậu. Mặc dù chưa kiến tạo cho những đồng đội có thể lập công, nhưng cũng đã khiến cho đội bạn va chạm với nhau. Vâng, anh này thì vẫn đang đau rồi, không biết là có thi đấu nữa hay không. Thật sự là mái tóc rất là đáng yêu. Còn đây là huấn luyện viên trưởng bên phía Pakistan. Ông gì thì tôi cũng không biết tên. Người vừa ngồi dậy đó là Sabat, cầu thủ mang số 13. Đứng hình á. Xem bình thường mà các bạn có bị đứng gì đâu nhỉ? Di Rusia tempo hari bagaimana? Anh em vẫn xem ngon chứ? Vietnam. Yaitu Dong Wei-ten dijemput ke pelawanan akhir untuk menyampaikan anugerah pemain terbaik kepada Ivan Perisic. Selepas final di atas sumbangannya selaku antara pemain terbaik pelawanan akhir. Okay, mình sẽ tắt cái chat đi nhá. AFC bawah 23 tahun dan itu sekaligus melengkapkan profilnya selaku penjaga gol utama skuad muda skuad bawah 23 tahun pasukan Vietnam. Kita ada percubaan. Oh, Văn Thành không được, cú sút hơi hiền. Có xem bình thường mà có sập sủng gì đâu. Mà nào không xem được có thể chuyển qua YouTube nha. Kita lihat tadi seolah-olah Nguyen Anduk cuba untuk melakukan percubaan. Tapi dia melorongkan untuk Vu Van Thanh. Main jersey nombor 17 ini. Setakat ini penguasaan saya kira 80. Ồ, mọi thứ vẫn bình thường mà. Bạn nào mà đang xem ngon rồi thì đừng nhớ nhấp 5 nhá.
F5 là không vào lại đâu. Khi mà trận đấu này đang rất nhiều người xem và nó đang bị nghẽn đường vào rồi. Cổng vào của sân vận động Sôi Lạc đang bị tắc. Rất hy vọng là các bạn không thoát ra rồi vào lại. Các bạn đã thấy đi xem bóng đá mà ra khỏi sân vận động xong rồi đang giờ đá mà các bạn đi ra, các bạn đi vào nó có dễ không? Chắc chắn nó sẽ bị tắc đường. Nên là các bạn nào đã xem ổn rồi thì chớ F5. Cũng như nếu như nó bị dừng lại thì các bạn ấn vào play cũng như là pause lại một lần thôi. Còn trên YouTube thì vẫn đang xem rất là bình thường. Masya Sukan Asia kali ini. Kita dapat lihat bagaimana saya sendiri melihat bagaimana persiapannya agak baik daripada pasukan tuan daripada negara tuan rumah. Không được. Tiếp tục là đường chuyền nữa của Lương Xuân Trường. Cuma ada beberapa kritikan daripada pasukan bola sepak. Apabila Vietnam ini mereka sebenarnya juga ada membuat aduan tentang layanan yang kurang baik diberikan oleh Indonesia. Jadi kita harap ia tidak akan berlaku kepada skuad Dato' Kim Sui. Đây là 13. Walaupun Kim Sui juga melahirkan 13 chuyển cho số 3. Số 3 chuyển cho 17. Chuyển khá bóp của số 17. Đây là anh Đức. Như thường lệ thì anh vẫn có những pha đỡ bước một tương đối vụng về. Công Phượng. Vietnam datang lagi melakukan serangan. Masih dalam kawasan Pakistan. Sarah Hussein turun ke bawah. Pha xử lý rất khéo của 17. 17 chính là đội trưởng của Pakistan ở trận đấu này. Nhưng sau đó là một pha cắt bóng hay hơn của cầu thủ áo số 17 bên phía Việt Nam, đó là Văn Thành. Một pha treo bóng hơi sâu. Anda yang baru saja bersama dengan kami di Astro Arena. Kami bawakan kepada anda secara langsung aksi pertemuan antara pasukan Vietnam dan juga Pakistan. Aksi pertama peringkat kumpulan D turut dibarisi oleh Jepun dan juga Nepal. Dan insya-Allah pada sebelah malam nanti kami akan bawakan pula pertemuan di antara pasukan satu lagi pasukan Asia Tenggara. Ok ok, mình đã tìm ra được vì sao lý do nó bị lag ở trên web rồi. Đợi chút để mình chỉnh lại nha. Berikan sepakan yang percuma kedua kepada pasukan Pakistan. Zainul Abidin Ishak dalam kotak penalti. Inilah saya kira jarak yang paling jauh dapat. Rồi mình chỉnh lại đấy, hy vọng là anh em xem sẽ ổn. Pasukan Vietnam. Dan mungkin ini kali pertama. Rồi thì mình để một vài cái chế độ để chống ăn cắp link, thành ra là khiến anh em bị khi mà đông quá nó sẽ hơi lap chút. Mình đã bỏ cái đó đi rồi. Các bạn check lại xem nó xem ok chưa nha. Bạn nào mà đang xem bình thường thì không phải F5 gì đâu. Xuân Trường. Trước bạn đây là Công Phượng. Văn Thành. Cầu thủ Việt Nam đang triển khai bóng rất nhiều ở bên phía cánh phải, nơi có sự góp mặt của Văn Thành cũng như là Công Phượng. Và đánh gót không tròi cả của Đoàn Văn Hậu. Đang là Đoàn Văn Hậu. Anh Đức. Tanduk keluar oleh pertahanan pasukan Pakistan. Oh, hay quá. Luang untuk Văn Thành. Vietnam. Pha treo bóng. Không được. Tình huống treo bóng của Văn Thành từ đầu trận đến giờ vẫn chưa có được độ chính xác cần thiết. Hantaran saya kira yang kurang
tepat kepada rakan di punca antara Pakistan gagal untuk pha bóng an toàn của cầu thủ báo số 13. Cipta serangan ke kubu pintu ke kubu pasukan Vietnam. Sudah lebih 15 minit. Hiện tại thì kênh YouTube đang xem rất là ok. Thì các bạn có thể xem tạm trên YouTube cũng được. Để tránh giảm tải, để giảm tải cho website của mình thì các bạn có thể qua YouTube. Bọn mình cũng có. Ơi, để mình làm thêm cái link YouTube vào. Các bạn chuyển qua link 4 ở trên website solar.tv nha. Sẽ là link YouTube. Dari setakat ini kemenangan terbesar diraih oleh pasukan Indonesia. Malaysia akan bersama dengan Kyrgyzstan, Korea Selatan dan juga Bahrain. Jadi tugas getir sebenarnya untuk anak buah Dato' Kim Su bagi melepasi peringkat kumpulan. Korea Selatan apa cerita lah. Rekod mereka di Sukan Asia. Seon Heung-min mungkin akan menjadi antara pemain yang akan bawa kejayaan kepada pasukan Korea Selatan selepas. Okey, quay trở lại với trận đấu hôm nay, phút thứ 19 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Tiga pemain senior. Việt Nam vẫn đang là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng những cơ hội của chúng ta tạo ra thì vẫn chưa thật sự rõ ràng. Trong khi đó thì Pakistan với những tình huống lên bóng khá yếu ớt của mình thì họ vẫn chưa tạo ra được bất kỳ một cơ hội nào. Quang Hải, Văn Quyết, Đoàn Văn Hậu, Văn Quyết, và chờ bóng của Văn Quyết. Không được. Sẽ là tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ Pakistan. Jason Musmilan, itu dia. Terlalu kuat hantaran daripada Nguyen Van Quyen untuk Nguyen Chong Kuong. Ini dia pemain yang digelar sebagai Vietnam Messi. Kalau ikutkan antara fakta yang saya ada, dia dikatakan bertubuh seperti Lionel Messi. Tapi kita lihat setakat ini, ini dia. Anh em đừng F5 nha. Mình ngăn nỉ anh em đừng F5. Nhưng mà các bạn đừng F5 thì đồng nghĩa việc là web của mình nó sẽ không chịu được tải đâu. Lượng người xem bây giờ đông lắm rồi. F5 là chết đấy. Cơ hội. Cơ hội. 1-0 dành cho thủ Việt Nam. Pha phối hợp tuyệt vời giữa Công Phượng và Quang Hải. Người hùng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á hồi đầu năm đã lên tiếng. Một pha xử lý kỹ thuật của Quang Hải khi mà anh đã có tình huống sâu kim qua thủ môn áo số 33 bên phía Pakistan. Pha phối hợp rất hay và chưa hề việt vị. Rất nhanh. Pha phối hợp 1-2 tuyệt vời của các cầu thủ U23 Việt Nam. Còn đây là tình huống ăn mừng của những người đã để lại dấu giày trong bàn thắng vừa rồi. Công Phượng và Quang Hải. Bàn thắng của Quang Hải được ghi ở phút thứ 21. Ủa, link YouTube sập á? Bình thường mà, sập đâu. Và bây giờ chắc chắn với bàn thắng của Quang Hải thì các cầu thủ Việt Nam sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Mục tiêu của chúng ta trận đấu này không phải là thắng, mà là phải thắng rất đậm. Ada banyak faktor sebenarnya. Untuk pasukan Pakistan dianggap antara pasukan yang
mungkin akan terkeluar lebih awal. Kalau nak diikutkan Nepal mungkin saingan mereka dalam kumpulan ini, kerana selepas ini pasukan Pakistan akan turut berdepan dengan pasukan Jepun dalam aksi kumpulan D. Đã có lỗi của các thủ áo trắng đối với anh Đức. Mặc dù các thủ U23 Việt Nam đã có bàn thắng, nhưng ở tình huống vừa rồi thì ông Park Hang-seo không ăn mừng, một khuôn mặt khá trầm ngâm. Stadium ini boleh memuatkan hampir 29 penonton dalam satu-satu masa. Bóng không tới được vị trí của Công Phượng. Dan dalam aksi một quả phá bóng lên dành cho các thủ Pakistan. Kali ini Stadium Gelora Bung Karno tidak terlibat. Hiện tại thì website sulak.tv đã ổn định trở lại rồi. Các bạn có thể truy cập vào link 1 hoặc là link 2, link 3. Hoặc những bạn nào muốn xem kênh YouTube thì có thể vào link 4. Menit yang ke-21. Jadi pemisah apabila Nguyen Quang Hai menjadikan gol berdaulat untuk pasukan Vietnam. Dan kini mereka datang lagi. Satu anh Đức! Sút khá mạnh, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của tuổi mặc số 33. Mình lên trên mấy cái web xem là có số áo cũng là tên của mấy ông này. Pakistan tewas kedua-dua pelarian di peringkat kumpulan untuk menduduki tangga yang tercorot di Incheon. Oh, không có đội hình của mấy ông kia nhỉ. Satu gerakan menarik daripada pasukan Pakistan, tapi hantaran yang dilakukan tadi oleh Muhammad Riaz gagal untuk menemui rakan. Counter attack, tapi dipersalahkan pula Nguyen An Duc. Ini tadi percubaan Nguyen An Duc terus ke dakapan Hanif Saqib. Không có đội hình của mấy ông kia không ạ? Bọn tôi không tìm được đội hình của đoạn này rồi. Penjuru sudah pun diperolehi oleh Vietnam. Sambil itu yang sempat saya kira mungkin dua kali saja Huy Tien Dung memegang bola. Chỉ có tên thôi, không có số áo. Pasukan Vietnam. Oh sao, quay trở lại với trận đấu hôm nay jelas. Không có tên được. Penguasaan terus jadi milik Vietnam. Đình Trọng. Kalau kita lihatkan kedudukan kumpulan D ini tidak sukar sebenarnya untuk pasukan Vietnam. Jadi salah satu daripada pasukan yang lain. Dia sudah 16 terbaik. Apatah lagi dengan reputasi mereka selaku naib juara kejuaraan AFC. Phản chuyển bóng khá tốt của Đoàn Văn Hậu. Sẽ có một quả ném biên dành cho các thủ Pakistan. Kebangkitan skuad bawah 23 tahun negara yang berjaya layak ke peringkat suku akhir. Và đánh gót không thành công. Đó là tình huống xử lý của số 2. Mereka tidak berhenti di situ. Mereka terus ke final. Mereka menewaskan Qatar di peringkat separuh akhir antara pasukan pilihan. Mereka menumbangkan Iraq. Thực sự là kênh YouTube đông quá mình không đọc chat được của anh em, rất mong bạn thông cảm nha. Trên YouTube anh em nhiều quá, không đọc nổi. Jadi penerapan taktikal yang disalurkan oleh Park Hong Seo, jurulatih pasukan Vietnam, nampaknya memberi. Hôm nay có lẽ là một ngày làm việc kepada
rất nhàng của Tiến Dũng. Cầu thủ Pakistan vẫn chưa tung ra được nổi một cú dứt điểm nào trong suốt 27 phút đã qua. Yang akan berlangsung di Filipina. Asaula. Mohsin. Vâng, thực ra tên anh là Mohsin. Anh là Mohsin Ali. Lorongkan untuk Muhammad Riaz. Balik pada Mohsin, hantaran ke tengah. Pha chơi bóng của Mohsin. Không khó đối với Bùi Tiến Dũng. Yusuf Ahmad. Itu baru sekali kita dapat lihat satu cross dapat dilakukan oleh Pakistan dalam kawasan di pasukan Vietnam. Dan untuk anda di tanah air, kami akan bawakan liputan menyeluruh temasya sukan Asia ini. Zui Mai. Saluran tambahan iaitu saluran 800 dan juga 803. Chuyền của Xuân Trường rất hay. Cầu Phương. Anh Đức. Không, đó là pha xử lý của Văn Quyết. Vẫn có đôi chút gì đó khá nặng nề tới từ đôi chân của người đội trưởng bên phía U23 Việt Nam. Những pha xử lý của Văn Quyết cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn hảo. Ngay cả tại cúp Tứ Hùng trước khi ASEAN diễn ra thì Văn Quyết cũng đã có một phong độ không tốt. Rất nhiều chỉ trích đã nhắm vào anh sau khi ông Park Hang-seo lựa chọn Văn Quyết là người sẽ cùng U23 Việt Nam tham dự ASEAN lần này mà không phải là thủ thành Văn Lâm. Ibrahim Ahmad Yaqub dari Jordan. Vừa rồi là pha xoạc bóng của Đình Trọng và anh đã bị thổi phạt. Pakistan. Pakistan họ vẫn đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ sau khi phải nhận bàn thua. Tuy nhiên thì những pha lên bóng của họ vẫn đang tương đối đơn giản và không khó để cho cầu thủ áo đỏ có thể hóa giải. Di wajah pengendali pasukan Pakistan Xuân Trường. Jose Antonio Naguero. Trọng tài đã thổi phạt Anh Đức. Sau khi đó thì một cầu thủ bên phía Pakistan đang quỳ trên sân. Người vào bị đau đó là Asanula. Moyen Anduk, dia yang dilanggar sebenarnya oleh Shahnaz. Tapi seolah-olah Shahbaz, seolah-olah kesilapan itu dilakukan oleh Moyen Anduk. Tapi apapun, usaha telah pun dibuat oleh pengadil perlawanan. Ia mengingatkan kita kepada aksi Neymar tempoh hari di Piala Dunia. Ini dia Shahbaz. Pakistan cuba mengatur satu serangan daripada bahagian sayap. Chuyền của Ama dành cho Ula. Nó đi quá mạnh và sẽ làm quả ném biên dành cho cầu thủ Việt Nam. Seringkali tersekat di kawasan middle third pasukan Vietnam. Duy Mạnh. Setelah setengah jam mereka beraksi. Kedudukan masih lagi satu. Vietnam melalui jaringan tunggal Nguyen Quang Hai minit yang ke-21 tadi melalui satu gerakan menarik melibatkan tiga pemain Nguyen Van Quyet, Nguyen Chong Phong. Hay quá. Sebelum Nguyen Van Quyet meledak gol yang pertama. Hãy xem anh xử lý thế nào đây. Van Quyet. Oh, hay. Văn Thành rất bình tĩnh. Cross. Ôi trời ơi, chuyền phí quá. Văn Thành đã quyết định là tung ra một đường chuyền dành cho Văn Hậu để có thể lao vào đá bồi.
nhưng đã có một cầu thủ của Pakistan can thiệp ở tình huống đó, bóng đó. Bây giờ trọng tài đang thổi phạt cầu thủ áo đỏ. Vâng, trọng tài vừa giờ cái gì đó không biết là hai lần gì đây. À, ông bảo là có hai cái logo của Zovip.club đang xuất hiện trên màn hình. Vâng, với logo này thì các bạn đang nhìn thấy quảng cáo của nhà tài trợ Zovip.club. Đây là cổng game may mắn đổi thưởng số 1 Việt Nam với hệ thống đại lý rộng khắp. Các bạn có thể truy cập ngay vào Zovip.club sau khi trận đấu này kết thúc để có thể tìm hiểu thêm về website này. Đấy, quay trở lại với trận đấu hôm nay. Một pha đá phạt của cầu thủ Pakistan. Không được rồi. Bóng đã nằm gọn trong tay của Tiến Dũng. Trận đấu vẫn đang tương đối một chiều nhưng về phía Việt Nam. Ôi trời ơi, làm cái gì vậy? Pha xử lý không an toàn của Đình Trọng. Cơ ơi, không được. Satu kesilapan pertahanan, kelekaan yang tidak sepatutnya mereka dilakukan oleh pertahanan. Kita lihat bagaimana. Đó là một pha xử lý rất lỗi của Đình Trọng. Thật may khi cầu thủ áo trắng không thể tận dụng được cơ hội vừa rồi. Di belakangnya, dia terleka seketika. Mungkin dia tidak dapat mengesan ada pemain yang berada hampir di belakangnya. Dia mahu melakukan back pass tadi. Xuân Trường. Đây là Quang Hải. Rất bình tĩnh. Đợi chút nha để mình cho cái chat nó chậm đi chút. Anh em admin có thể giúp mình ở trên Facebook ạ. Penyokong Việt Nam terdiri daripada atlet-atlet mereka. Tetapi untuk maklumat kepada anda semua, perkampungan sukan masih. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của bọn mình nha để có thể theo dõi những cái trận đấu tiếp theo tại ASEAN năm nay. Có vẻ như là live trên YouTube khá là mượt. Không thấy có vấn đề gì hết. Mereka hanya akan tiba esok 15 Ogos. Dan juga 16. Saya Xuân Trường meninjau perkembangan sukan semalam. Đường truyền rất chính xác của Xuân Trường. Cầu vợ Văn Thành rất hợp lý. Đây là Văn Quyết. Quang Hải dứt điểm không được. Đó là cú sút của anh Đức. Nhưng một lần nữa chúng ta thấy được sự vụng về của anh. Jakarta Timur. Cú sút quá thiếu chính xác. Macam biasalah pemain untuk skuad bola sepak semuanya tiba awal masuk Malaysia. Mình sẽ để cho 30 giây các bạn sẽ được chat một lần. Vì trên YouTube đang chat khá là nhiều. Setakat ini persiapan pasukan ataupun tuan rumah Indonesia untuk menganjurkan temasya sukan Asia kali ini agak baik. Cuba kesesakan lalu lintas memang tak boleh nak dielak. Jadi setiap pengunjung dan juga penonton perlu merancang lebih awal, keluar lebih awal untuk ke destinasi. Walaupun acara upacara pembukaan masih belum lagi berlangsung, tapi saya dapat lihat kesesakannya semakin tidak dapat dibendung apabila ramai penduduk bertempatan daripada luar Jakarta yang sudah mula membanjiri kota raya ini, terutamanya apabila mereka bakal menyambut hari kebangsaan mereka pada 17 Ogos nanti. Cái chất chậm đó nhỉ, sao kích là một không được. Itulah yang dapat saya kongsikan antara pengalaman saya setakat ini berada di Jakarta.
Okay, lagi bagaimana langgaran antara Mohsin Ali dan juga Ruvan Tan sebentar tadi. Jadi setakat ini baru saja satu gol dapat dihasilkan dalam perlawanan antara Vietnam dan juga Pakistan. Di sebalik penguasaan yang ditunjukkan oleh skuad Golden Dragons dengan aksi terpuji ditampilkan ketua pasukan Nguyen Van Quyen. Kemudian bola sepak sukan Asia terpaksa dilakukan sebanyak 3 kali. Pasukan Irak telah pun menarik diri daripada penyertai acara bola sepak. Sementara itu UAE dan juga Palestin dimasukkan selepas undian yang pertama. Jadi terpaksa dilakukan rombakan sekaligus. Ô, quay trở lại với trận đấu hôm nay, phút thứ 39 rồi và tỷ số vẫn đang là 1-0. Dengan kini UAE sudah pun beralih ke dalam kumpulan C. Jadi tinggallah Korea Selatan, Malaysia, Bahrain dan juga Kyrgyzstan. Pha phá bóng rất mạnh của Bùi Tiến Dũng. Cầu Phượng, Văn Thành. Bóng vẫn trong sân. Quang Hải. Và pha bóng hơi mạnh. Thiếu chút nữa thì Đoàn Văn Hậu đã có thể theo kịp được đường truyền vừa rồi. Jurulatih daripada Brazil ini memikul dua tanggungjawab besar. Memimpin pasukan bawah 23 tahun dan juga pasukan senior Pakistan. Tapi dia hanya memilih untuk menurunkan hanya Saddam Hussein, pemain yang melebihi umur. Itu pun Saddam Hussein hanyalah berusia 25 tahun. Nguyen Van Quyen. Van Quyet. Di bahagian tengah ini. Pemain biasa nombor 9 tapi keluar. Không được. Mendapat dikeluarkan. Cơ hội đã trôi qua. Shahbaz Yunus. Một đường chuyền hơi nhẹ của Văn Quyết. Và anh Đức thì lại di chuyển hơi chậm. À đấy, độ mẹ cái kênh này. Các ông thấy chưa? Đó, tôi không phải là tôi bật đi mà là cho chúng nó. Ôi trời ơi. Mẹ. Kênh mất dạy. Đấy nhá, công làm chứng nhá. Đây là cái kênh này nó bật nhá, không phải tôi bật nhá. Nhưng mà công Phượng vừa đá mid pen rồi các ông ạ. Ê, chị này. Nhưng mà không được xem quả 2-0 rồi. Được. Quả link nào sập ấy nhỉ? YouTube còn không đấy? Vâng, 2-0 rồi anh em nhá. Kênh láo thật. Mình lại tưởng hết giờ, bảo rõ ràng với phút 41 đã hết thế nào. Mẹ đang đá thì ông phát quảng cáo, éo hiểu. Kênh vớ va vẩn. Ảo chó. Ơ sao, chúng ta quay trở lại với trận đấu hôm nay. Và hiệp 1 sẽ có hình như là mấy phút bù giờ đó. Không xem được bàn thứ hai rồi, không biết tiếng nó có quay lại không. Là mình tưởng hết giờ thì mình cho sang màn hình chờ. Xuân Chuang. Anh Đức. Đoàn Văn Hậu. Không được. Tiếp tục là một cú dứt điểm thiếu chính xác nữa của anh Đức. And that continues to be a threat though. Certainly one for Pakistan to watch in the second half. Ô,
Good first half for Vietnam. That early goal from Quang Hai set them well on their way. Vâng, đúng lúc này thì hiệp 1 bây giờ mới chính thức kết thúc và chúng ta sẽ cùng nán lại một chút để theo dõi lại những bàn thắng của U23 Việt Nam trong hiệp thứ nhất này. Vâng, vậy là bàn thắng của Văn Quyết ở phút thứ 41, đúng cái lúc mà nó bị dừng luôn đấy các ông ạ. Đúng cái lúc nó dừng thì là nó có bàn thắng của Văn Quyết. U23 Việt Nam trong hiệp thứ nhất này. Đây là pha bỏ lỡ của Văn Quyết ở đầu trận. Là tình huống khá đáng tiếc khi mà Văn Quyết tương đối chống trả và đỡ bước một bằng ngực khá tốt, nhưng cú tiếp bóng tiếp theo thì lại không chính xác. Nếu như chuẩn xác hơn thì có lẽ đã có bàn mở tỷ số sớm cho Việt Nam. Những cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 đều thuộc về phía cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó thì Pakistan họ không có quá nhiều những pha lên bóng. Chúng ta hãy cùng xem lại, cùng chờ để xem lại bàn thắng của Văn Quyết xem thế nào. Lúc nãy thì đang chuẩn bị có bàn thắng thì đài truyền hình nó chuyển qua quảng cáo. Tôi không hiểu thằng đạo diễn hình nó ăn nó học kiểu gì mà nó lại làm được cái trò như thế ạ. Người ta chuẩn bị ghi bàn thì nó chuyển sang quảng cáo, nó bật quảng cáo, rất khó hiểu. Nhưng tôi không được ăn được học đàng hoàng, nhưng mà tôi cũng biết lúc nào cần quảng cáo, lúc nào không. Ví dụ như lúc này chúng ta không có cái gì này, thì các bạn đang nhìn thấy quảng cáo của Zovip.club ở bên dưới màn hình. Zovip.club, cổng game may mắn đổi thưởng số 1 Việt Nam. Các bạn hãy truy cập vào website Zovip.club để tìm hiểu thêm rất nhiều game dân gian, game đổi thưởng, game chẵn lẻ, rồi tài xỉu các kiểu nào đều có ở đây. Các bạn truy cập ngay vào Zovip.club để tìm hiểu thêm nha. Các bạn quay trở lại với những diễn biến chính của hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta vừa xem lại cú dứt điểm của Văn Thành. Đấy, quảng cáo như tôi có phải là nó không phản cảm không, mà nó lại rất là hợp lý. Cái tình huống mà chúng ta đang xem lại cái này, quảng cáo nó rất là thuận tai. Chỉ còn đang trong trận đấu thì nó bật quảng cáo nên tôi không hiểu là làm để làm gì. Đấy, bật lên còn bị chửi, bật làm cái gì không biết. Còn đây là pha treo bóng của Văn Quyết. Vietnam lebih kerap melakukan ancaman dalam tempoh 20 minit yang pertama. Ini dia sayang. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để nhận được thông báo cho những trận đấu tiếp theo. Khi mà trên YouTube thì thật sự là rất là nhiều link, nhưng mà để mà link chất lượng như bọn mình thì mình đảm bảo là không có nhiều đâu. Ini dia. Chỉ duy nhất kênh mình là nét thế này thôi. Saya harus berikan pujian kepada pemain jersey nombor 9 dan juga pemain jersey nombor 19. Gerakan menarik antara kombinasi antara dua pemain ini. Antara pendek. Đây là bàn thắng của Quang Hải này. Quá hay luôn. Phối hợp 1-2 như này như là Arsenal thời đỉnh cao vậy. Đúng là trong lò của Arsenal ra khác Công Phượng, thấm nhuần cái triết lý của Arsenal hồi đỉnh cao rồi. Còn đây là cú dứt điểm của anh Đức. À đây rồi. Giờ tôi mới rảnh tôi đi ban mấy cái thằng châu này. User on this channel. 2 user. Bình luận viên chuyên nghiệp hơn chút đi. Tôi không phải bình luận viên đâu ơi, tôi là bình luận viên thôi. Tôi chả được ai cho tiền để bình luận viên cả, tôi cũng không được học hành gì về cái nghề bình luận này lắm. Cái này là tôi thấy gì tôi nói đấy, cũng không phải bình luận đâu. Nó gọi là tường thuật trận đấu thì đúng hơn. Câu mà muốn xem ngon lành cảnh đào thì có thể đề xuất một nhà đài nào đó ở Việt Nam họ mua bản quyền giải đấu này để phát cho anh em xem. Paling veteran lah untuk pasukan Vietnam. Tapi sayang sekali sepakannya lambung tinggi. Diikuti pada minit yang ke-37. Untuk rekod yang saya ada ni,
Tidak ada satu pun percubaan yang mampu dilakukan oleh pasukan Pakistan. Ini pengelanggaran insiden pada minit yang ke-37 tadi, di mana Bantan dikasari di situ oleh Mohsin Ali, pemain pertahanan pasukan Pakistan. Mereka percuba minit yang ke-41 ini. Tidaklah baik sebenarnya, tetapi agak lemah juga, tapi dapat ditumbuk keluar oleh Hanif Saqib. Ini gol pasukan Pakistan, namun percubaan ini yang memberikan gol yang kedua. Cantik daripada ketua pasukan Vietnam, tertewas buat kali yang kedua. Hanif Saqib, kita lihat dari luar kotak penalti, rembatan padu kaki kanan. Gerakan yang dimulakan oleh pertahanan mereka, Du Doi Mang. Dan kemudian bijak Nguyen Van Puyet memperdaya Mehdi sebelum melepaskan satu rembatan padu kaki kanan. Ini penalti yang diperoleh oleh pasukan Vietnam. Kesalahan yang dilakukan oleh Saddam Hussein yang menjatuhkan Nguyen Quang Hai. Tapi daripada pandangan ini memang jelas kita lihat bagaimana ada sedikit sentuhan dari Saddam Hussein. Namun sayang sekali Nguyen Chom Puom gagal untuk melakukan sepakan baik yang terkena palang gol pasukan Pakistan. Jadi kedudukan di separuh masa yang pertama, Vietnam 2, Pakistan 0. Hai bàn thắng được ghi do công của Quang Hải và Văn Quyết. Ibrahim kali pelanan dari Jordan. Hy vọng là đạo diễn hình bên phía đài Astro này sẽ không mắc phải sai lầm giống như trong hiệp thứ nhất nữa, khi mà mới phút thứ 41 anh ta đã tiệm hết giờ và bật quảng cáo. Những tình huống quảng cáo rất là thiếu chuyên nghiệp. Baru saja kita bercakap mengenai corak permainan yang perlu lebih berhati-hati. Trong hiệp 2 trận đấu này, buat hantaran. Sẽ đọc lại đội hình ra sân của U23 Việt Nam thôi. U23 Pakistan thì mình không rõ. Bên phía cầu thủ U23 Việt Nam, những người góp mặt trong hiệp 2 trận đấu này sẽ bao gồm thủ thành số 50 Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 21 Trần Đình Trọng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 6 Lương Xuân Trường, số 9 Nguyễn Công Phượng, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 11 Nguyễn Anh Đức, số 17 Vũ Văn Thành và số 19 Nguyễn Quang Hải. Huấn luyện viên trưởng của cầu thủ U23 Việt Nam đó là ông Park Hang-seo. Cho cái đó bên phía các cầu thủ Pakistan thì tôi không biết ai cả. Insyaallah pada laporan berita 7:30 nanti tentang ketibaan. Hay quá. Công Phượng vẫn đang là Công Phượng. Không thể vượt qua được cầu thủ áo số 3 bên phía Pakistan, đó là ai đó? Vâng, ai đó chuyển cho một ai đây nhưng mà tôi cũng không biết. Không được rồi. Đó là pha treo bóng, có lẽ là của Vũ Văn Thành. Saya kira ini mungkin penampilan terakhirnya sama dengan pasukan bawah 23 tahun Vietnam di Temasya Sukan Asia. Usianya 32 tahun kini. Quang Hải. Đường chuyền rất hay. Nhưng vẫn là những pha bóng xử lý khá vụng về của anh Đức. Từ đầu trận đến giờ thì những tình huống đỡ bước một của anh Đức đều để bóng văng ra khá xa. Ôi rồi ôi, thủ môn. Cơ hội, rồi ôi, đến quả chuyền ông cũng chuyền hỏng nữa. Còn tôi nghĩ là cần tạo điều kiện cho Văn Toàn. Keluarkan di situ oleh Shahbaz Yunus.
Satu tindakan kurang bijak dari Muhammad Umar Hayat. Hampir-hampir saja dapat dirampas oleh Nguyen An Duc. Sepakan percuma pula diberikan kepada Vietnam dari bahagian kanan pintu gol Pakistan. Apa yang sebenarnya yang berlaku? Oh, tidak tahu sama ada ini keputusan yang betul daripada pengadil ataupun tidak. Tidak ada bantahan daripada pemain-pemain Pakistan. Sepakan percuma. Quả đá phạt dành cho các thủ U23 Việt Nam. Cú đấm bóng hoàn toàn. Sau đó là cú sút lên rời của một cầu thủ nào đó. À, vậy là đã có sự thay đổi người trong hiệp thứ hai khi mà Đỗ Hùng Dũng đã được đưa vào sân. Không biết là anh thay cho ai đây. Setakat ini pasukan keselamatan di Indonesia menjalankan tugas dengan baik mengiringi bas atlet sama ada untuk ke gelanggang. Nói mình nhớ thì ông thủ môn bên phía Pakistan ngày hôm nay có một jalan raya di sini memang sesak. Tóc búi dan akan bertambah sesak sehingga tóc này đang khá là thịnh hành trong giới thủ môn. Người ta gọi là tóc ngành. Và có vẻ như lúc nãy thì cũng suýt chút nữa có một pha bóng ngành dành cho anh này. Thì anh đã có pha bóng hụt. Đường chuyền rất hay của Đoàn Văn Hậu nhưng nó hơi mạnh. Và vừa rồi thì bóng cũng đã đập vào biển quảng cáo. Tuy nhiên lần này tôi sẽ không đọc quảng cáo nữa. Chúng ta cùng chờ vào một dịp khác. Thì tần suất đọc quảng cáo nếu như tôi đọc tình huống vừa rồi thì nó sẽ hơi dày. Và mình là người có tâm thì mình sẽ phải tìm một cơ hội nó rõ ràng hơn, nó sáng sủa hơn để đọc để cho anh em có thể ghi nhớ. Đây sẽ là pha bóng lên của thủ thành Saquib. Bây giờ mình nhìn thấy tên anh này, đường truyền khá táo bạo. Đã có lỗi của một cầu thủ bên phía Việt Nam. Untuk makluman juga pusat penyiaran antarabangsa kami. Người vừa phạm lỗi với số 10 đó là Văn Thành. Stadium Gelora Bung Karno. Saya kira hanya 200 meter saja jaraknya. Dan kami berpeluang nanti untuk merasai. Và vừa rồi thì có vẻ rất nhiều anh em đã nhìn thấy anh Hiếu Hiền ở trên khán đài. Nhưng mà rất tiếc là vừa rồi mình không để ý. Không biết là có thật không. Yang sudah menyaksikan secara langsung aksi pelawanan bola sepak kumpulan D di antara pasukan Vietnam menentang Pakistan di separuh masa yang kedua. Dengan kedudukan sekarang ini Vietnam sedang mengatasi Pakistan. Rất là ôi rồi ôi tôi biết ngay mà xử lý nguy hiểm thì mất bóng là phải thôi. Ba thằng ở đấy mà ông cầm quả bóng ngớ thế. Dapat dijana oleh pasukan Pakistan pun begitu. Trần Đình Trọng trong trận đấu hôm nay đã có tới 2 pha xử lý lỗi như vừa rồi. Và nếu như gặp một đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản thì chắc chắn những pha bóng như vừa rồi sẽ phải trả giá. Và đây là pha phản công của cầu thủ Việt Nam. Cầu Phương đã lỗi rồi. Sẽ có một quả đá phạt kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ áo số 10 bên phía Pakistan. Kepada pertahanan pasukan Pakistan kita lihat bagaimana ada tolakkan di situ sentuhan body contact. Đây sẽ là một góc sút mà Công Phượng hay Quang Hải đều là những người có thể thực hiện. Muhammad Riaz. Kad kuning pertama perlawanan dilayangkan kepada Muhammad Riaz pada minit yang ke-53. Ini satu posisi yang saya kira favorite untuk setiap sepakan percuma. Hanif Saqib tewas dua kali dan terselamat. Nào ông đạo diễn hình ơi. Vâng, nó lại khá giống với cái tình huống ở hiệp 1 rồi. Vâng, sao nó lại tự nhiên lại pau lại làm cái gì nhỉ? Ơ.
Rồi rồi. Nó lại giống hiệp 1 là chuẩn bị nó bật quảng cáo này. Mê. Không có tiếng. À đây rồi, đây rồi. Nghe cái thằng đạo diễn hình. Và chúng ta hãy chờ xem. Có đến 3 cầu thủ đang đứng trước bóng. Văn Thành, Quang Hải và Văn Quyết. Rồi. Cái gì đây? À đây rồi. Thế thằng đạo diễn hình này trôn thật. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người thiện cú sút này. Quang Hải không vào. Rất đáng tiếc. Ở một góc quay mà tôi ngỡ rằng đã có bàn thắng dành cho Quang Hải. Bóng vượt qua hàng rào và khẽ liếm nhẹ vào cột dọc khung thành của thủ môn Saquip. Ui dồi ôi, lưới rung lên rồi nhưng mà rung bên ngoài. Một tình huống bơn trớn lưới của Quang Hải. Nguyễn Quang Hải. Ada sedikit kecederaan dialami oleh Hanif Saqib. Dia diberikan rawatan di kawasan pintu golnya. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng thứ 3 dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ, ôi ông làm gì đây? Đang lên truyền hình anh ơi. Và một tình huống gãi rất công khai đến từ cầu thủ báo số 8 bên phía Pakistan. Và có lẽ là anh ấy chỉnh lại thôi. Quần nó đang hơi bị kích. Berusia 27 tahun. Jadi dia merupakan pemain. Phút thứ 55 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2-0. Untuk pasukan Pakistan selain daripada Saddam Hussein. Mahmud Khan. Tahanan pemain tengah untuk pasukan. Bạn có vài bạn đang bảo đọc quảng cáo đi rồi. Tôi quên mất, rõ ràng tình huống vừa rồi bóng chết hơi lâu. Anh Đức, hay quá anh Đức. Không được. Đường vẫn còn. Đoàn Văn Hậu siêu phẩm nào em ơi. Không vào. Bóng đập vào người của Văn Quyết và đi ra hết đầu bên ngà. Thả bóng lên dành cho cầu thủ Pakistan. Kena pertahanan pasukan Pakistan. Đoàn Văn Hậu. Kita lihat bagaimana sepakannya terkena. Vâng, với những bạn muốn để yên xem không có bình luận thì các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là đơn giản thôi. Trên điện thoại thì nó có nút giảm volume, các bạn hãy giữ chặt cho đến khi hiện ra một cái loa và có dấu gạch ngang. Hoặc là trên YouTube các bạn có thể click vào nút âm lượng để tắt đi. Trên website solac.tv cũng tương tự. Hiện tại thì thời đại công nghệ rất là cao rồi. Mình hy vọng là các bạn sẽ biết cách sử dụng những cái chức năng này. Quay trở lại với trận đấu hôm nay. Đây là Văn Quyết. Bóng đến chân của cầu thủ áo trắng. 13. Đây là số 2. Số 2 chuyền cho số 4. Số 4 chuyền về cho thủ môn. Yang melibatkan pertemuan di antara pasukan Malaysia menentang Indonesia. Yang akan di ulas oleh đường chuyền tương đối khó hiểu. Afizal Hamad. Một quả đá biên dành cho cầu thủ áo trắng. Jadi kami akan bawakan terus menerus laporan aksi-aksi terbaik. Dan diharapkan selepas ini bang, tên anh là Uma. Tumpukan kepada aksi bola balik yang melibatkan Malaysia. Rất là loang ngoằng. Và tiếp tục Uma sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Kanan. Tôi nhớ trong World Cup có một cái ông nào đấy tên là Duma. Và sau khi mà bọn tôi và Captain ngày hôm đó đọc tên xong thì ngồi cười mất 10 phút không thể bình luận được gì cả. Cuối đầu pha bóng là của ai nhỉ? Mở quá nhìn không rõ. Đường chuyền của Quang Hải dành cho Văn Thành. Văn Thành
tapi disekat di situ oleh pemain Pakistan. Dah có lỗi. Mohsen Ali. Cho bạn nào hỏi tên mình là gì thì tên mình là Batman bạn ơi. Batman. Số lạc.tv có 3 bình luận viên, Batman, Captain và Robin. Chuyên ngày hôm nay thì Robin bận đi học, còn Batman thì xin lỗi bạn, Captain thì đang bận đi đo đất. Sau khi hoạt động trong đội Avenger được gần 5 năm thì anh cũng đã tích cóp cho mình được một khoản tiền nhỏ và sắm một miếng đất chuẩn bị lấy vợ rồi. Bola sepak iaitu antara pasukan Thailand yang akan menentang pasukan Pakistan. Qatar. Trọng tài bắt chính trong trận đấu này là một trọng tài người Ả Rập. Ông này là người người gì nhỉ? Mãi quên mất. Nói chung là khu Trung Đông, tôi quên mất là ở đâu rồi. Còn tôi đọc là Văn Thanh mà tôi đọc là Văn Thành đâu. Ông lại tôi đọc rất rõ là Văn Thanh. Có thể là trong lúc đấy tôi nhấn nhá thì đó khiến chữ Thanh nó nghe hơi giống chữ Thành. Thế thật sự là tôi đọc là Văn Thanh. Đoàn Văn Hậu đã không thể theo kịp được quả bóng vừa rồi. Tiếp tục làm quả phát bóng lên dành cho cầu thủ Pakistan. Ở đúng rồi, trọng tài người Jordan, đúng rồi, trọng tài người Jordan. Còn hai vị trọng trợ lý trọng tài là người Kazakhstan. Untuk memberikan arahan kepada pemain-pemain kerana setakat ini saya kira dia berpuas hati. Cuma agak sedikit tenggelam ialah Nguyen Chong Kwok. Mana dia juga terlepas bang. Chen Ding Chow letakkan namanya selakunya selaku penjaring. Rất quyết liệt. Apabila gagal menyudahkan sepakan penalti. 18. Pha xử lý lóng ngóng của số 8 và sau đó anh có đường truyền dành cho Văn Quyết. Công Phượng kịp không? Không được rồi. Công Phượng đã đẩy bóng hơi dài khiến cho pha xử lý tiếp theo của anh không được như ý. Bây giờ phản công dành cho cầu thủ Pakistan. Không được. Nhưng đã có lỗi của Đỗ Duy Mạnh. Người bị phạm lỗi đó là Riyad. Không, không phải Đỗ Duy Mạnh mà là Trần Đình Trọng. Trần Đình Trọng. Vận động viên đọc nghe khá là hay. Dibiarkan saja. Percuma Pakistan. Vâng, anh làm đài truyền hình đi. Vâng, các bạn đã được theo dõi trận đấu này trên đài truyền hình Xôi Lạc TV còn gì nữa. Thật sự thì mình cũng thấy khá tiếc khi mà giải đấu này VTV họ không mua được bản quyền. Nhưng nếu mà nói một cách khách quan thì với mức giá 15 triệu đô thì thật sự là cũng hơi khó cho họ. Khi mà ở Việt Nam thì tất cả các bộ môn tại ASEAN năm nay thì có lẽ người xem chỉ quan tâm tới bóng đá thôi. Và bóng đá thì ở vòng bảng Việt Nam sẽ đá 3 trận. Và theo mình nghĩ là sẽ khả năng là sẽ vào được đến tầm vòng bán kết. Nói chung là thật sự là mức giá 15 triệu đô thì nó cũng không đáng thật. Nhưng mà không sao, dù gì thì cũng còn rất nhiều nơi để các bạn có thể theo dõi ASEAN năm nay. Và Xôi Lạc TV là một ví dụ. Trong những trận đấu tiếp theo thì bọn mình sẽ cố gắng cải thiện cái chất lượng nó tốt hơn. Có thể lên đến 1080p cho anh em. Cùng với đó là phần âm thanh gốc của trận đấu. Để ngày hôm nay thì mình sẽ về mình hack lấy một cái vệ tinh nào đấy. Sau kiếm cho anh em đúng nguồn âm thanh gốc luôn. Văn Quyết.
Không được. Cú đấm bóng an toàn của thủ thành áo số 33. Rất quyết liệt. Hay quá. Việt Nam datang lagi. Bagaimana kali ini? Mudah dikeluarkan di situ oleh pemain ya berjersey nomor 18. Bây giờ thay ai nữa chứ nhỉ? Ali Arslan. Như tôi vừa thấy Phan Văn Đức ở trên sân thì phải. Đúng rồi. Vậy là Phan Văn Đức đã được đưa vào sân. Phan Văn Đức đã được đưa vào sân. Ini kita lihat bagaimana. Satu cross menarik. Lambat di ujung sana. Fran Dintrong. Terus diuji nampaknya terpaksa bekerja keras Hanif Saqib. Văn Quyết. Số 2. Đường chuyền không thành công. Setakat ini persembahan pasukan Vietnam juga agak sedikit perlahan, mungkin mereka phút thứ 65 và tỷ số vẫn đang là 2-0. Pakistan họ vẫn đang rất bế tắc trong việc tìm kiếm một bàn thắng danh dự cho trận đấu ngày hôm nay. Hàng phòng ngự của Việt Nam vẫn chơi tốt, ngoại trừ một vài tình huống mà Trần Đình Trọng đã mắc sai lầm. Nhưng quan trọng là chúng ta vẫn chưa thủng lưới. Đoàn Văn Hậu, người đã có một siêu phẩm tại Cúp Tứ Hùng. Saddam. Yes, sebenarnya. Đó có lẽ sẽ là một bàn thắng để đời của Đoàn Văn Hậu. Một pha Chivela tuyệt đẹp. Saya tidak nampak dia berada di posisi tersebut kerana tugasnya lebih banyak di bahagian pertahanan. Ada berlaku tolakan kata jurulatih pasukan Pakistan. Bóng vẫn trong sân. Văn Quyết. Phản công nào. Đúng rồi, hợp lý lắm. Văn Thành. Phan Văn Đức chưa hề việt vị. Làm gì đây? Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Berjersey 20 yang baru saja dibawa masuk. Cho bạn nào đang hỏi đội trưởng Việt Nam là ai thì đó là Văn Quyết bạn nha. Mana sepakannya terkena badan Mahmud Khan. À, AZS năm nay còn có cả Liên Minh Huyền Thoại nữa cơ các bạn. Untuk Vietnam di separuh. Không biết là Việt Nam có bản quyền không. 20 menit. Sudah berlangsung aksi di babak yang kedua. Giá mà có Dota ở Liên Quân là tôi bình luận ngay, nhưng mà Liên Minh Huyền Thoại tôi không biết nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà được hôm nào tôi cũng thử bình luận thử xem sao. Người đang đứng trước bóng là Quang Hải. Đánh đâu? Không được. Đường chuyền dài nhưng mà giống một pha phá bóng hơn của cầu thủ mang số 19 bên phía cả Pakistan. Có Liên Quân à? Ok, có Liên Quân, sẽ bình luận Liên Quân cho anh em. Anh Captain mấy hôm nay anh ấy học bình luận Liên Quân kinh lắm. Mấy nữa lên cho anh ấy thử sức. Quang Hải. Không được. Đường chuyền nhanh của Văn Quyết không thành công. Pakistan cuba mengatur satu serangan. Masih dalam kawalan mereka sekarang ini. Oh, tidak ada pemain di hujung sana. Hai quá nhờ. Satu gerakan menarik. Pakistan không được. Tetapi mudah akhirnya. Bây giờ là phản công dành cho Việt Nam. Đường chuyền sắc của Quang Hải. Cơ phượng. Dalam kotak penalti. Nguyen Chong Phuong dijatuhkan. Penalti. Một quả penalti chính xác dành cho Việt Nam. Không có quá nhiều điều phải bàn cãi ở pha bóng này, khi mà cầu thủ áo số 4 đã có một pha đốn công phượng. Nói đốn thì hơi quá, nhưng mà kê chân thì có lẽ là hợp lý. Nhưng dù gì thì đó cũng là một quả penalty chính xác rồi. Rất rõ ràng.
Dia menghalang larian Nguyen Chong Puong. Dan kita harap pemain ini tidak akan mensia-siakan peluang kedua yang diberikan. Mehdi dipersalahkan. Người đã để memberikan penalti yang kedua untuk pasukan. Người đã phạm lỗi với Công Phượng ở phóng vừa rồi, đó là Mehdi. Và đây là quả penalty thứ hai của Công Phượng trong trận đấu ngày hôm nay. Penalty yang kedua kena masuk. Nào, mày đá thấp xuống cho thầy. Đá thấp xuống, đừng có đá bổng như quả vừa rồi. Đó là những gì bóng Park Hang-seo có lẽ muốn gửi gắm tới Công Phượng. Và chúng hãy chờ xem. Ở quả penalty thứ hai này thì Công Phượng sẽ làm gì? Club Vietnam dan juga Akademi Bola Sepak Arsenal. Nguyen Chong Puong. Công Phượng không vào. Lần này thì Công Phượng không thể đánh bại được thủ thành Saquip. Không thể tin được. Menyangka. Peluang kedua yang diberikan. Có lẽ là tôi nghĩ những quả tiếp theo nên để cho một cầu thủ khác thực hiện. Nghe tới cái tên Công Phượng, chúng ta đã thấy nó là một loài có cánh rồi. Và Công Phượng thì thường rất thích bay cao. Lại còn Phượng nữa thì cao lắm em ơi. Bây giờ sẽ chỉ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ U23 Việt Nam mà thôi. Pha bóng tốt của Saquib. Hai quả pen mít cả hai. Thể nói là vô tiền khoáng hậu. Trước giờ xem Việt Nam đá, tôi chưa thấy ông nào xịt hai quả pen cả. Đi vào lịch sử rồi. Tỉa thêm quả nữa đi, làm quả hat-trick mít pen cho nó chuẩn. Nhưng trong một thế trận như thế này thì mít nó cũng bình thường thôi. Những người đồng đội của anh đã ngay lập tức tới để an ủi Công Phượng. Và Công Phượng cũng chỉ nở một nụ cười trừ thôi. Có lẽ là anh không may mắn trong ngày hôm nay. Hy vọng là trong những phút còn lại của trận đấu này thì Công Phượng sẽ có được một siêu phẩm để gỡ gạc lại đôi chút. Penjuru yang pertama untuk pasukan Pakistan yang akan diambil oleh Zainul Abidin Ishaq. Satu hantaran pendek saja. Oh, bagaimana kali ini peluang cantik. Goal! Không được. Pha phòng ngự chính xác. Đó là của Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng. Tapi kerana kelang kabut dapat dikawal baik. Có vẻ như sau khi cản phá thành công quả penalty của Công Phượng thì cả Pakistan họ đang có được tinh thần tốt. Bermula daripada sepakan penjuru daripada Zainul Abidin. Kita perhatikan percubaan yang dilakukan tadi oleh Muhammad Riaz. Diselamatkan oleh dua pemain, iaitu pemain berjersey nombor 21. Dan juga pemain berjersey nombor 4 Bui Tien Dong menyelamatkan keadaan. Walaupun Sara Musin telah pun menanti di Quang Hải, không được. Far post. Bóng đang lơ lửng trên cao. Sayang. Đường chuyền về an toàn dành cho thủ thành Saquib. Mainan telah pun melewati minit ke 71. Sự là nhiều trang quá đọc không ngờ không xòe. Cười. Cuối cùng đã có bàn thắng dành cho Công Phượng. 3-0 dành cho thủ U23 Việt Nam. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 72. Trên màn của quý vị và các bạn vừa rồi là lượng cổ động viên ít ỏi tới cổ vũ cho U23 Việt Nam. Lần này thì Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội nữa. Người được tung vào sân trong hiệp 2 đó là Phan Văn Đức, đã có đường truyền dọn cỗ dành cho Công Phượng ở tình huống này. Và đúng như tôi đã nói thì sau khi mít hai quả pen thì chắc chắn Công Phượng sẽ rất nỗ lực trong những phút còn lại. Và cuối cùng anh cũng đã có được bàn thắng trong trận đấu hôm nay. Khuôn mặt khá đáng thương của thủ thành bên phía Pakistan. Hanif Saquib tertewas buat kali yang ketiga. 3-0.
Vietnam selesa. Rõ ràng là tóc ngành đang là đúng trong trận đấu hôm nay, khi mà thủ thành bên phía Pakistan đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Nhưng cũng khá đáng khen cho anh khi đã cản phá được quả penalty của Công Phượng ở ít phút trước đó. Jika perlawanan sudah pun memasuki minit yang ke-74. Ném biên dành cho cầu thủ áo trắng. Masih lagi terus bertahan. Dia juga merupakan pemain squad senior pasukan bola sepak kebangsaan Pakistan. Pakistan adalah negara yang lebih dikenali menerusi acara hoki dan juga angkat berat. Tiếp tục là một pha lên bóng nữa của cầu thủ áo đỏ. Văn Thành. Phạm Văn Đức. Đường chuyền của Văn Thành chính xác. Đoạn bắt hậu. Biệt vị mất rồi. Trận đấu tiếp theo của cầu thủ U23 Việt Nam sẽ là trận đấu gặp cao thủ Nhật Bản. Gặp cao thủ Nepal. Trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 8 vào lúc 7 giờ tối. Một khung giờ khá là đẹp. Ngày 16 tháng 8 sẽ là ngày thứ 5. Ngày thứ 5. Và sau đó vào ngày 19 tháng 8 và lúc 4 giờ chiều sẽ là trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam, trận đấu cuối cùng của bảng đấu này. Và mình hy vọng đó cũng sẽ là trận đấu để tìm ra đội đầu bảng. Pada minit yang ke-72 tadi. 15 minit baki pelawanan. Đoàn Văn Hậu. Được chuyền rất hay. Đoàn terus. Nhưng Saquip đã bắt được bài trong tình huống vừa rồi. Sepanjang saya berada di Jakarta, như tên là Riyad thì phải. Belum ada hujan yang turun. Quả ném biên dành cho các thủ Pakistan. Dan dijangka cuaca ini akan berterusan sehingga 2 September depan. 7 ingat emas kita sasarkan. Không được. Satu cross cantik. Vẫn là cầu thủ áo trắng. Tapi sayang sekali. Đây là đội trưởng áo số 17. Pakistan masih lagi mengawal permainan. Làm gì đây anh ơi? Quả bóng hơi cả cuống mà anh đã để mất bóng rồi. Phạm Văn Đức. Công Phượng. Moyen Chong Phuong. Hay, chuyển thế mới là chuyển chứ không được. Không thể đánh bại được Saquip vào tình huống vừa rồi. Đường chuyền rất hay của Phạm Văn Đức. Người đã tung ra cú dứt điểm đó là Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng. Hampir-hampir saja memberikan gol yang keempat. Tapi kali ini cemerlang pula persembahan Hanif Saquip. Phạm Văn Đức đá hay quá. Không bù cho mấy ông nãy. Ông Anh Đức rồi chuyền. Cần phải cải thiện thêm. Chứ còn ok à. Ở đây rồi. Phạm Văn Đức đá hay quá anh em ạ. Được đấy. Pakistan sedang mengatur satu serangan. À, Xuân Trường đưa ra nghỉ, bây giờ mình nhớ. Walaupun mereka tahu peluang tipis. Walaupun à, quái nãy giờ tôi thấy thiếu ai thì ra là Xuân Trường. Mereka percaya. Thay từ đầu hiệp 1 à đầu hiệp 2. Ada ini mampu untuk tiếp tục là Phạm Văn Đức, chúng ta sẽ chờ xem. Và xử lý rất là bình tĩnh. Kini mencari gol yang keempat dalam kotak penalti. Không được rồi. Pha bóng hơi chần chừ. Pertahanan dan juga pemain tengah pasukan Pakistan. Tapi mereka tidak mampu untuk melakukan
serangan pantas ataupun counter attack. Dengan kini hanya Muhammad Rias saja yang berada di atas bersama dengan pemain berjersey nombor 10, nombor 11 iaitu Makbul. Hai Van Quyet. Kemudian Van Quyet masih lagi berada di atas padang. Đường chuyền của Quang Hải dành cho Văn Thành. Rất chính xác. Ôi giời ơi, lỗi rồi. Pha bóng có lẽ sẽ cần thiết phải có một chiếc thẻ. Một pha tiêu phu đốn củi của cầu thủ áo số 3 bên phía Pakistan. Đó là Mohsin Ali. Tapi dia tak ada pilihan dah. Itu cara terbaik untuk mengelak daripada pasukan Vietnam melakukan serangan. Đã có một chiếc thẻ vàng dành cho Mohsin Ali ở pha bóng thô bạo vừa rồi. Kad kuning yang kedua perlawanan. Ini dia Bu Bantan. Vâng, lại có tình huống hơi đứng rồi. Tạo diễn hình làm gì đây? Pemain dibahagikan, kalau ikutkan kepada senarai pemain ini, dia diletakkan di bangku di posisi pertahanan. Nampaknya dia lebih banyak berada di bahagian tengah. Dan kini dia naik di atas bola. Moyen Van Quyet. Dàn xếp quả đá phạt mà lâu thế. Văn Quyết cấu phương, bóng có vẻ như đã chạm tay vào cầu thủ bên phía Pakistan, nhưng trọng tài vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục là đứng rồi, đứng thế này nhỉ. Ông cứ đến cuối hiệp là bắt đầu giở trò là sao ta. Ok, jaring gol ketiga dikeluarkan. Để mình kiểm tra lại một chút nhé, xem là do bên nguồn phát hay là do bên đường truyền bên mình. Nguyen Chong Phuong. Thì đưa peluang daripada pemain yang baru dibawa masuk tadi, iaitu Do Hong Dong, yang berjaya ditampan oleh Hanif Sakib. Ini dia Vietnam, Messi dikeluarkan. Vâng, bây giờ thì Hà Đức Trinh sẽ vào sân để thay thế cho Nguyễn Công Phượng. Ôi, ông này mặc áo số 13, không biết là có 3-1 không đây. Đức Trinh ini berusia 20 tahun. 17. 10 menit lagi aksi di babak yang kedua ini akan ditamatkan. Ông bình luận bên phía Malaysia vừa bảo Alibaba cái gì đó không hiểu. Tiến Dũng đã có lỗi của một cầu thủ bên phía Pakistan với Đoàn Văn Hậu. Van Hau. Setakat ini 70% Van Quyet kuasa ditunjukkan oleh pasukan Vietnam. Tiến Dũng. Oh, tay rồi. Bóng đá phải bóng chuyền đâu ông. Buồn cười thật. Uma và một tình huống vỗ rất là khéo, sau đó là anh ấy cho tay đằng sau kiểu tôi có làm gì đâu. Nền bóng rất yếu ớt. Văn Thành
diharapkan sahabat-sahabat untuk penonton yang bertugas sempat untuk menonton aksi perlawanan ini menerusi Astro Go. Mungkin di dalam pengikutan awam ataupun di dalam kereta saya menyaksikan aksi pertemuan pasukan Vietnam menentang Pakistan. Aksi pertama perlawanan peringkat kumpulan rất hợp lý. Không được. Đó là cú sút của Hà Đức Chỉnh. Melewati palang gol. Percubaan daripada pemain yang baru saja dibawa masuk. Yaitu Hà Đức Chỉnh yang menggantikan. Cú sút đưa bóng đi vào xà ngang một chút thôi. Nhưng mà chút đấy thì cũng bằng khoảng tầm hai cái thước kẻ 20 cm. Một sự thay đổi người bên phía Pakistan. Cầu thủ vào số 17 được đưa ra nghỉ và vào sân là Alahu vào số 14. À không, ông này số 11 hay 17, 11 thì phải. 11 vào sân. 11 được đưa ra nghỉ và vào sân là cầu thủ vào số 14. Chúng ta đã được nghe thấy rất nhiều những âm thanh cổ vũ trên sân động ngày hôm nay. Và mình xin được dự đoán đó là những âm thanh của các cổ động viên người Indonesia. Họ đến để cổ vũ cho Pakistan trong ngày hôm nay. Đây là hai nước, hai quốc gia có số lượng người theo đạo Hồi rất nhiều. Indonesia là nước đông nhất, còn Pakistan là nước đông nhì. Và ngày hôm qua thì cộng đồng mạng giữa Indonesia và Việt Nam lại có chút xích mích. Đó lý do khiến mình tin rằng ngày hôm nay rất nhiều cổ động viên Indo đã tới để cổ vũ cho Pakistan. Chúng tôi sẽ akan dapatkan senarai pemain-pemain senior Jepun yang dibawa ke Indonesia. Trận tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là trận đấu với cầu thủ Nepal vào ngày 16 tháng 8. Trận đấu diễn ra lúc 7 giờ tối. Trận đấu đó cũng sẽ được Solac.tv. Không được. Sẽ được Solac.tv tường thuật trực tiếp và bình luận tiếng Việt như ngày hôm nay trên website Solac.tv cũng như là YouTube Solac.tv. Rất hy vọng các bạn hãy subscribe kênh YouTube của mình cũng như là theo dõi các trận đấu trên website Solac.tv. Pada ketika line-line pertahanan Pakistan telah pun berada lebih atas sedikit. Ini dia pertukaran untuk mình xin nhắc lại, mình cũng không phải là bình luận viên gì cả. Mình chỉ là một bình luận viên thôi. Nếu các bạn nào thích thì có thể lại nghe, còn không thì có thể chuyển qua một kênh khác. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Nói lời cay đắng là sẽ bị nhét rất nhiều thứ vào mồm. Main tengah. Berusia 22 tahun. Và pha bóng an toàn của Đoàn Văn Hậu. Ok, satu serangan daripada Pakistan. Oh, tetapi hantaran yang meliar tidak menemui rakannya. Phản công dành cho cầu thủ Việt Nam. Đây là Hà Đức Chỉnh. Vẫn đang là Hà Đức Chỉnh. Hơi chậm rồi. Ném biên dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Không phải là trọng tài xác định, ném biên dành cho Pakistan. Hay thế nhở. Đường chuyền tốt của Văn Quyết. Nhưng pha căng ngang của Hà Đức Chỉnh lại không tới được vị trí của người đồng đội ở phía trong. Một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Trận đấu đã bước sang phút thứ 87. Tôi vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để đọc quảng cáo một cách hợp lý trong những phút còn lại của trận đấu này. Văn Quyết sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Bóng đã được phá ra khá dễ dàng. Halang oleh pertahanan pasukan Vietnam. Cầu thủ Pakistan vẫn đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự trong trận đấu hôm nay.
Trong khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cần phải ghi thêm những bàn thắng để có được một hệ số tốt. Pakistan là đối thủ yếu nhất tại bảng đấu này, điều đó đồng nghĩa với việc thắng họ càng nhiều càng tốt. Nepal thì vẫn đang là một ẩn số với chúng ta, còn Nhật Bản thì không phải bàn cãi rồi, họ là một cường quốc bóng đá tại châu Á. Trọng tài đã thổi phạt Đoàn Văn Hậu với lỗi chơi bóng bằng tay. Bola yang terkena tangan ini. Okey. Vietnam akan bertemu pasukan Jepun pada 19 Ogos. Lama lagi. 5 hari lagi ya. Pasukan Jepun akan bertemu Vietnam. Dan perlawanan kedua Vietnam, mereka akan menentang pasukan Nepal. Chuyện rất hay của Hùng Dũng. Menit setengah saja lagi. Bàn thành akan ditamatkan dengan Vietnam berada di ambang kemenangan dalam perlawanan yang Hùng pertama Dung. Peringkat kumpulan D. Tiến Dung, Trần Đình Trọng, hay quá nhở? Không được. Nỗ lực phá bóng vừa rồi là của cầu thủ áo số 3. Tuyển vẫn đang là cầu thủ Việt Nam. Bàn thắng thứ tư hay không? Ôi trời ơi! Rất đáng tiếc cho Phạm Văn Đức. Những pha xử lý trước đó của anh là hay. Đáng tiếc ở cú dứt điểm quyết định thì bóng lại đi hơi cao. Pada ketika penjaga gol Pakistan Hanif Saqib hanya mampu melihat sahaja. Pha xử lý rất khéo. Đáng tiếc là cú sút quyết định thì anh có vẻ như đã hơi bị yếu trụ. Và để cho trụ khỏe hơn thì tôi đề nghị anh cần có những pha về nhà tập trụ nó tốt hơn, vuốt trụ đều lên. Khi đó thì thủ môn Pakistan đang có một pha nằm sấp và được sự chăm sóc của các bác sĩ. Có vẻ như là cẳng anh này đang bị đau rồi. 3 phút bù giờ cho hiệp thứ 2. Ủa sao mình đọc Văn Thành, các ông cứ nghe thành Văn Thành nhỉ? Văn Thành, Văn Thành. Hay là cái cách mình đọc nó bị thế ra Văn Thành mà sao là mình đọc là Văn Thành. Ở đây rồi, trong khi mà thủ môn đang nào bị đau thì chúng ta sẽ đến với phần quảng cáo. Các bạn đã được nhìn thấy quảng cáo của website zovip.club. Game dân gian đổi thưởng số 1 Việt Nam, kế thừa một huyền thoại. Vâng, để truy cập, để tìm hiểu thêm thì bạn phải truy cập vào website zovip.club nha. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến chính của 3 phút bù giờ. Ông Park Hang-seo đang gãi đầu, bên cạnh ông thì có một ai đó đang ghi chép. Trong khi đó thì thủ môn mang áo số 33 đã không còn đau cẳng nữa. Và anh sẽ có một pha phá bóng lên. Tapi saya kira ini pun baru mungkin 70 atau 80. Quang Hải. Aksi sebenar yang tampilkan oleh Vietnam. Kerana perlawanan terakhir mereka sebelum datang ke Indonesia ini adalah berdepan dengan pasukan Uzbekistan, bukan dalam final piala ataupun kejohanan AFC bawah 23, tapi dalam satu aksi kejohanan di Vietnam. Vâng, các bạn bảo thấy cả Hòa Minh Di, Hòa Minh Di ở trên khán đài, không biết thật không, nhưng bây giờ là một pha phản công dành cho cầu thủ Việt Nam. Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, phía trong đang có Hà Đức Trình. Namun, kalau mereka menang dua perlawanan, iaitu perlawanan termasuk aksi menentang Nepal. Quang Hải, rất hay. Đó là pha bóng không hiểu ý giữa Hà Đức Trình và Văn Quyết. Thực ra là các bạn thích mình bình luận chuyên nghiệp cũng được thôi. Nhưng mà nếu mà chuyên nghiệp thì nó không khác gì TV cả, mình không thích lắm.
Chứ mà để bình luận chuyên nghiệp ấy thì tôi phải tắt hết màn hình ấy, tôi chỉ xem mỗi trận đấu thôi, tôi không đọc chat, không đọc comment gì của anh em hết, tập trung vào bình luận. Mà như thế thì nó không vui. Với lại như thế thì tôi không đọc được quảng cáo. Thôi, quay trở lại với trận đấu này đã, những giây cuối cùng rồi. Rất hy vọng là sau khi trận đấu này kết thúc thì các bạn hãy subscribe kênh YouTube cũng như like fanpage của mình, cùng với đó là truy cập vào website solar.tv trong những trận đấu tiếp theo. Đó, pha bóng đi rất tối. Có lẽ là sẽ không có bàn thắng danh dự dành cho Pakistan trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta vừa được xem lại pha bóng hụt của Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu quá nhàn hạ của anh. Và tôi thật sự là quan ngại cho anh khi mà đứng lâu như vậy, không biết có bị muỗi đốt hay không. Có lẽ là trong những trận đấu tới, nếu gặp đội bóng yếu như Pakistan này thì đề nghị ban lãnh đạo cần cho Bùi Tiến Dũng mang theo một cái màn. Thật sự là Indo rất nhiều muỗi, chẳng may mà bị sốt xuất huyết cái là hơi bị mệt. Và đúng lúc này thì ông trọng tài người Jordan đã thổi còi để kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Chung cuộc, cầu thủ U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số là 3-0 và đang tạm thời đứng ở vị trí nhất bảng. Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay sẽ là trận đấu thứ hai tại bảng đấu này, trận đấu giữa cầu thủ Nhật Bản và cầu thủ Nepal. Trận đấu đó cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên website solar.tv nhưng không có bình luận tiếng Việt tại vì không có Việt Nam đá, đơn giản vậy thôi. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Đừng quên subscribe kênh YouTube solar.tv và fanpage của bọn mình. Fanpage thì để cho anh em xem, đã không nhớ anh em sẽ nhầm. Anh em chờ lại chút, nán lại chút thôi. Nán lại chút mình cho anh em xem cái fanpage của mình.